Meghan Markle cầu cứu. Meghan Markle nhiều lần tìm đến chuyên gia tâm lý để điều trị sức khỏe tâm thần. Trong cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey, nữ công tước xứ Sở Sách tiết lộ cô có ý định tự tử vì bị truyền thông Anh công kích. Theo Insider, nữ công tước xứ Sở Sách Meghan Markle gần đây chia sẻ lý do cầu cứu chuyên gia tâm lý trong tập mới nhất của podcast Untitled. Theo những gì nhà sản xuất chia sẻ, số phát sóng có mặt Meghan Markle là tập phim nặng ký và đáng xem nhất từ trước đến nay. Trong tập phim, Meghan chia sẻ trải nghiệm của cô, trò chuyện với Deepika Padukone về việc nhận được sự giúp đỡ từ chuyên gia sức khỏe tâm thần. Vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời tôi, cuối cùng tôi đã tìm được phao cứu sinh, chồng tôi đã tìm được chuyên gia tâm lý, tôi đã gọi cho người phụ nữ này, họ không ngờ rằng người gọi điện là tôi, nữ công tước xứ Sở Sách, Markle nói. Theo Markle, cô không ngại chia sẻ với chuyên gia tâm lý về tình trạng tồi tệ mà bản thân đang trải qua. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải thực sự trung thực với chuyên gia, không ngại đối mặt với điều đó. Đây không phải là lần đầu tiên Meghan Markle chia sẻ về cuộc đấu tranh với sức khỏe tâm thần. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào hồi tháng 3 2021, nữ công tước nói cô có ý định tự tử do những thông tin đăng trên báo trong thời gian còn thực hiện nghĩa vụ với Hoàng gia Anh. Tôi rất xấu hổ khi nói điều đó với chồng, nhưng tôi biết rằng nếu không nói ra, tôi sẽ làm điều điên rồ, tôi chỉ không muốn sống nữa, Markle nói. Chương trình còn có sự góp mặt của Concern Segura, nữ diễn viên kiêm tác giả nổi tiếng từ Crazy Rich Asian. Trong lúc trò chuyện với Meghan Markle, nữ diễn viên nói cô từng cố gắng tự tử 3 năm trước sau khi gặp làn sóng chỉ trích bên mạng xã hội. Gần đây, Hoàng tử Harry và Meghan Markle được khen ngợi là dũng cảm và đạo đức. Vợ chồng công tước xứ Sở Sách được tổ chức nhân quyền Robert F. Kennedy vinh danh giải thưởng Ripper of Hope vì những công việc thông qua quỹ Angel. Sau khi trao giải cho Harry và Meghan Markle, nhiều người cho rằng đây là kết quả gây tranh cãi. Đáp lại, tổ chức nói nhà sở sách được vinh danh vì thể hiện cam kết suốt đời trong việc xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ và bình đẳng, thúc đẩy đối thoại toàn cầu về sức khỏe toàn cầu, ủng hộ thế giới tốt đẹp hơn cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Kerry Kennedy, chủ tịch tổ chức, nói về nhà sở sách: họ luôn sẵn sàng lên tiếng, thay đổi câu chuyện về công bằng, xóa bỏ phân biệt chủng tộc, sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới. Họ là hiện thân của những người muốn mang lại sự thay đổi. Harry và Meghan thiếu nhất quán. Bộ phim tài liệu về Hoàng tử Harry và Meghan Markle dự kiến lên sóng vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, nhà xuất bản đang bối rối vì lời kể của Hoàng gia Anh thoát ly không nhất quán. Basic dẫn nguồn tin riêng cho biết, phim tài liệu Hoàng tử Harry và Meghan Markle dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, các nhà làm phim đang đau đầu vì một số thông tin mà công tước và nữ công tước xứ Sở Sách chia sẻ trước máy quay không nhất quán với cuốn hồi ký của Harry. Rất nhiều điều trong phim tài liệu mâu thuẫn với những gì Harry viết. Đó là vấn đề lớn. Harry và Meghan còn yêu cầu các nhà làm phim cho xem lại nội dung mà chính họ cung cấp để phục vụ dự án của riêng họ, nguồn tin nói. Nguồn tin trước đó cho hay Harry và Meghan muốn rời lịch phát sóng phim sang năm sau vì họ có ý định chỉnh sửa một số nội dung về vua Charles, hoàng hậu Camilla, hoàng tử William và công đường kết. Tuy nhiên, lãnh đạo của Netflix không đồng ý, vẫn giữ kế hoạch chiếu phim sau khi mùa thứ 5 của The Crown ra mắt ngày 5 tháng 11. Đến nay, nội dung phim chưa được tiết lộ, nhưng Harry và Meghan được cho là nói rất nhiều về gia đình Hoàng gia Anh. Đội ngũ sản xuất không muốn có bất kỳ chỉnh sửa nào vì phải mất hàng tuần để biên tập và dịch sang các ngôn ngữ khác. Phim tài liệu và hồi ký của Harry chưa ra mắt đã gây nhiều tranh cãi. Các chuyên gia nhận định sự tồn tại của chúng càng khiến mối quan hệ vốn căng thẳng giữa vợ chồng nhà sở sách với gia đình Hoàng gia Anh thêm trầm trọng, thậm chí không thể hòa giải. Harry dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đó là lý do anh muốn hạ giọng trong cả phim lẫn hồi ký trước cả khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời ngày 8 tháng 9. Ở một diễn biến khác, Netflix đang bị chỉ trích sau khi rộ lên thông tin phần mới của The Crown có cảnh hoàng tử Philip theo đuổi mối quan hệ tình cảm với bạn thân Penny Nashbone, nữ bá tước Mountbatten hiện 69 tuổi. Trong một tập phim, Philip Jonathan Frizzi dạy Penny cưỡi ngựa.
Vương Tế than phiền với bạn thân rằng cuộc hôn nhân của ông có vấn đề vì hai người phát triển theo những hướng riêng biệt. Vicky Orpington, cựu thư ký báo chí của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị từ năm 1988 đến năm 2000, bày tỏ bức xúc trên The Sun. Chỉ mới vài tuần sau khi cán đốc đưa tiễn nữ hoàng về ăn nghỉ bên cạnh hoàng tử Philip, điều này thật đáng ghê tởm. Nói thẳng ra, đây là thứ rắc rối tàn nhẫn. Penny là người bạn lâu năm của gia đình hoàng gia, Netflix không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Biên tập viên Ingrid Seward của tạp chí Majority cũng có chung quan điểm. Nó có hương vị của sự tồi tệ. Đây là chuyện hư cấu, không đời nào ngài ấy thảo luận về cuộc hôn nhân của chính mình với bất kỳ ai. Tranh cãi việc Harry Meghan Markle được ca ngợi. Việc hoàng tử Harry và Meghan Markle được ca ngợi nhận giải thưởng từ tổ chức xã hội gây ra nhiều tranh cãi. Nhà sử sách được khen ngợi là hiện thân của những người mang lại sự thay đổi. Theo Mirror, hoàng tử Harry và Meghan Markle mới đây giành được phần thưởng lớn sau khi được khen ngợi là dũng cảm và đạo đức. Vợ chồng công tước xứ sở sách được tổ chức nhân quyền Robert F. Kennedy vinh danh giải thưởng Ripple of Hope vì những công việc thông qua quỹ Angelwell. Theo thông báo từ tổ chức, nhà sử sách giành giải thưởng vì hành động kêu gọi xóa bỏ phân biệt chủng tộc, sức khỏe tâm thần và tạo ra tác động xã hội tích cực. Theo Mirror, giải thưởng trao cho những cá nhân được đánh giá là lãnh đạo gương mẫu của chính phủ, doanh nghiệp, vận động chính sách, kể cả lĩnh vực giải trí. Họ là những người thực hiện cam kết thay đổi xã hội và làm việc thúc đẩy công bằng, công lý và nhân quyền. Tổ chức được đặt tên theo Robert Kennedy, Bộ trưởng Tư pháp và Thượng nghị sĩ Mỹ, anh trai cựu Tổng thống John F. Kennedy. Tổ chức ra đời nhằm thực hiện hóa giấc mơ về xã hội ổn định hơn từ khi ông bị ám sát năm 1968. Kerry Kennedy, chủ tịch tổ chức, nói về nhà sử sách. Họ luôn sẵn sàng lên tiếng, thay đổi câu chuyện về công bằng, xóa bỏ phân biệt chủng tộc, sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới. Họ là hiện thân của những người muốn mang lại sự thay đổi. Sau khi trao giải cho Harry và Meghan Markle, nhiều người cho rằng đây là kết quả gây tranh cãi. Đáp lại, tổ chức nói nhà sử sách được vinh danh vì thể hiện cam kết suốt đời trong việc xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ và bình đẳng, thúc đẩy đối thoại toàn cầu về sức khỏe toàn cầu, ủng hộ thế giới tốt đẹp hơn cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Ngoài ra, tổ chức còn khẳng định kể từ khi đồng sáng lập quỹ Angelwell vào năm 2020, cặp đôi tìm ra nhiều cách đáng chú ý để thực hiện sứ mệnh nâng cao và đoàn kết cộng đồng, bao gồm hỗ trợ người tị nạn tái định cư, ủng hộ nghỉ phép có lương tại Mỹ. Hoạt động năng nổ vì cộng đồng, nhưng Meghan Markle và Harry lại bị người dân Anh quay lưng vì tuyên bố từ bỏ tước vị hồi năm 2020. Theo Mirror, nhà sử sách là đối tượng làm xáo trộn hoàng gia, đưa ra những góc khuất mà hoàng gia Anh không muốn phơi bày, đặc biệt là cuộc trò chuyện chấn động với Oprah Winfrey trên sóng truyền hình Mỹ. Gần đây, mặc dù Harry và Meghan về Anh dự đám tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, họ không được hoàng gia Anh chào đón niềm nở. Theo nhiều nguồn tin, họ không được mời đến sự kiện và buộc phải ngồi sau nhiều thành viên hoàng gia.